Hiện tại bên em đang đứng ngay cái giao lộ của đường Tân Kỳ Tân Quý và đường Mã Lò. Cách vị trí này khoảng tầm 200m. Mình có một căn nhà đôi. Mặt tiền đường Mã Lò với cái diện tích ngang người, dài 30m, hai sổ riêng biệt, mua từng căn bán từng căn. Với giá giảm mạnh so với giá khởi điểm ban đầu, giảm từ 1 tỷ. Hiện tại thì bên ngân hàng thẩm định cho mình vay tới 80% giá trị căn nhà. Sổ hồng riêng đầy đủ. Và mình đang cho thuê làm khu vui chơi với cái thu nhập cao và ổn định hàng tháng. Ở cái vị trí căn nhà của mình cực kỳ đẹp luôn. Cách thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề. Và từ vị trí này mình đi ra khu quận Tân Phú chỉ có 1 km. Và đi ra Aon Tân Phú thì tầm khoảng 1,3 km. Mình đi ra Đầm Sen thì tầm khoảng 3 km. Tiện ích bán kính là gần chợ, trường, ngân hàng, siêu thị, bệnh viện đầy đủ hết. Và căn nhà của mình nằm cạnh cái con đường số 21, nó thông từ Mã Lò sang cầu Bình Thuận và quốc lộ 1A. Quý khách thấy được cái lưu lượng xe cộ lúc nào cũng đông đúc và tấp nập. Hai cái căn nhà kế bên là căn màu vàng và căn màu đỏ, sau này sẽ nằm trong cái dự phóng của đường số 21. Thì căn nhà của mình nó sẽ ra là căn góc hai mặt tiền, vị trí rất là đẹp. Với giá là giảm mạnh 1 tỷ so với giá ban đầu, để tham quan căn nhà này trực tiếp làm việc với chính chủ, quý khách liên hệ số hotline để trên màn hình để cập nhật cái giá tốt nhất nhé. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này, nhớ bấm like đăng ký để cập nhật những căn nhà mặt tiền mới nhất từ bên em. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau.